Sáng nay ngày 15 tháng 11, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, gọi tắt là Ban chỉ đạo 2639, tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết 1238. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 2639 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí phó trưởng ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo 2639 và lãnh đạo 11 huyện, thị, thành phố có đơn vị hành chính trong diện sắp xếp theo nghị quyết 1238. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai và quán triệt nghị quyết 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025. Thanh Hóa sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, thành lập mới 5 phường thuộc thành phố Thanh Hóa, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 địa phương cấp huyện gồm Sầm Sơn, Nghi Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoàng Hóa, Hà Trung, Thạch Thành, Triệu Sơn và Yên Định. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, 547 đơn vị hành chính cấp xã. Các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo dự thảo kế hoạch, thành phố Thanh Hóa và các xã phường thị trấn mới chính thức hoạt động từ 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2025, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng hoặc một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan của các cơ quan đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sắp xếp về đơn vị hành chính mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ thiết thực, hiệu quả tiết kiệm. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo 2639 khẳng định, nghị quyết 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 là kết quả của sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Ban chỉ đạo 2639, các địa phương có đơn vị hành chính diện sắp xếp trong việc thực hiện kết luận 48 của Bộ Chính trị. Nghị quyết 35 của Quốc hội và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo 2639 của cấp ủy chính quyền các địa phương có đơn vị hành chính diện sáp nhập. Đồng thời đề nghị 11 địa phương có đơn vị hành chính diện sáp nhập đợt này xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai tại địa phương mình với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng trình tự thủ tục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, các quy trình trình tự khi tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính phải được tiến hành khoa học hợp lý, không được làm xáo trộn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đơn vị. Các địa phương phải xây dựng ngay kế hoạch quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà văn hóa phố, thôn, không được để xảy ra tình trạng bỏ hoang sau khi sắp xếp. Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo 2639 cũng đã cho ý kiến đối với các nội dung trong dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện nghị quyết 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban tổ chức tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các sở ngành cấp tỉnh có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, sớm ban hành các hướng dẫn về trình tự, quy trình, tổ chức bộ máy để các địa phương trong diện sáp nhập triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ đúng quy định của pháp luật.